Xin chào và cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube chính thức của diễn đàn Trader Việt, nơi chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm trading cho cộng đồng trader Việt Nam. Và mình là Lê Huệ Trương, editor của Trader Việt. Trên hành trình xây dựng nước Nhật phồn vinh, người dân xứ sở Hoa Anh Đào đã tiếp thu, gìn giữ và phát triển vô số giá trị văn hóa truyền thống. Điển hình là tinh thần võ sĩ đạo với sức mạnh và ý chí hiên ngang khiến cả thế giới phải thán phục. Vậy, làm thế nào để chúng ta giao dịch với tinh thần của một võ sĩ đạo? Mời các bạn cùng lắng nghe bài chia sẻ của tác giả Ruff, một trong hai người sáng lập nên trang TraceID.com về triết lý Harakuge, kim chỉ nam giúp trader giao dịch như một võ sĩ đạo. Video này được tài trợ bởi nhà môi giới Blueberry Markets. Blueberry Markets hiện đang có chương trình giao dịch đầu tiên miễn phí. Các bạn xem chi tiết ở link bên dưới nhé. Tôi rất cảm ơn bạn vì bạn đã quyết định bấm vào video này sau khi đọc tiêu đề của nó. Và tôi hứa với bạn, bạn sẽ không cảm thấy hối tiếc sau khi xem xong video. Tôi luôn bị mê hoặc bởi võ thuật và bởi mọi thứ liên quan đến kung fu, ninja, samurai, v.v. Bất cứ thứ gì trong khu ngầu trong văn hóa đại chúng thời điểm đó, tôi thực sự không biết mọi thứ đã khởi đầu như thế nào. Có lẽ là từ sự say mê của tôi với Ninja Ru hay Thành Long, anh hùng thời thơ ấu của tôi. Tôi bắt đầu tham gia các lớp học judo từ năm 6 tuổi và ngay khi tôi biết đọc, tôi sẽ tiếp thu mọi thứ tôi có thể tìm thấy về những chủ đề này. Hồi đó chưa có Internet, nên tất cả những gì tôi có thể làm là đến thư viện và họ không có nhiều tài liệu cho lắm. Thú vị thay, bố tôi đã tặng tôi một cuốn sách của Mishima Yukio, một trong những cây bút quan trọng nhất trong lịch sử cận đại của Nhật Bản. Và khi tôi lớn hơn một chút, tôi bắt đầu đào sâu hơn vào triết lý sự sống và cái chết của phương Đông. Nghệ thuật và trí tuệ của Gushu hay Kung Fu đặc biệt thu hút tôi trong số nhiều thứ khác như Nho giáo, Bình pháp Tôn Tử hay thậm chí là tôn giáo dân tộc Nhật Bản còn được gọi là Shinto, thần đạo. Nhưng lối sống của võ sĩ Nhật Bản hay võ sĩ đạo Bushido là triết lý duy nhất trở thành kim chỉ nam cho cuộc đời tôi. Võ sĩ đạo là quy tắc ứng xử của các samurai được phát triển qua nhiều thế kỷ, bao gồm 8 giá trị: chánh nghĩa, anh hùng dũng cảm, lòng nhân từ và lòng trắc ẩn, sự tôn trọng, chính trực, tôn kính, nghĩa vụ và lòng trung thành, và tự kiểm soát. Bất cứ khi nào một samurai không thể duy trì những giá trị này trong khi phục vụ lãnh chúa của mình và lãnh chúa của anh ta trục xuất anh, hoặc lãnh chúa của anh ta bị chết hoặc mất danh hiệu, thì samurai sẽ kết thúc cuộc đời của mình thông qua seppuku, nghi thức tự mổ bụng tuẫn tiết, hoặc trở thành một ronin, tức là samurai không có bậc thầy dẫn dắt, về cơ bản là một kẻ sống ngoài vòng pháp luật. Bây giờ, mặc dù tất cả chúng ta đều có thể đồng tin rằng các giá trị trên là những đức tính tốt, nhưng tất nhiên, tôi không ủng hộ việc tự sát hay lòng trung thành mù quáng. Có nhiều cách khôn ngoan hơn để đối phó với các vấn đề. Tuy nhiên, võ sĩ đạo cùng với sự chăm chỉ và trung thực có thể trở thành một người thầy tuyệt vời trong nhiều lĩnh vực của cuộc sống. Như tôi đã nói, cách sống của võ sĩ đạo đã phát triển qua nhiều thế kỷ, nhưng chủ yếu là sự hiểu biết thầm lặng bên trong tiểu văn hóa samurai. Không có nhiều bài viết về nó cho đến khi Hagakure xuất hiện. Hagakure là một cuốn sách được viết bởi Yamamoto Tsunemoto trong thời kỳ Edo, một cựu samurai đã trở thành một nhà sư. Một số tác phẩm có liên quan có thể kể đến như Ngũ Luân Thư của huyền thoại samurai Miyamoto Musashi và Bình pháp Tôn Tử, mặc dù được viết trong các khoảng thời gian hoàn toàn khác nhau. Hagakure cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cuộc đời của Mishima Yukio. Nếu tôi phải tóm tắt Hagakure trong một câu, thì đó sẽ là câu: bạn phải sống như thể bạn đã chết. Một samurai phải sẵn sàng chết bất cứ lúc nào, không sợ hãi và bình tâm với điều đó, để thực sự hoàn thành nghĩa vụ của mình trong cuộc sống và trở thành chiến binh tối thượng. Nghe có vẻ hơi điên rồ nhỉ?
Nhưng không, hãy nghe câu nói này của Steve Jobs quá cố, những lời nói cuối cùng trước khi ông qua đời. Nhớ rằng mình sẽ sớm chết là công cụ quan trọng nhất mà tôi từng gặp để giúp tôi đưa ra những lựa chọn lớn trong đời. Hầu hết mọi thứ, tất cả những kỳ vọng bên ngoài, tất cả niềm tự hào, tất cả nỗi sợ hãi về sự xấu hổ hoặc thất bại, những thứ này sẽ biến mất khi đối mặt với cái chết, chỉ để lại những gì thực sự quan trọng. Luôn nhớ rằng mình sẽ phải chết là cách tốt nhất mà tôi biết để tránh rơi vào suy nghĩ mình có một cái gì đó để mất. Khi đã không còn gì để mất thì chẳng có lý do gì để không hành động theo đam mê. Tất cả chúng ta đều sẽ tự giả cuộc đời. Không ai có thể thoát khỏi điểm đến cuối cùng của cuộc đời. Một số người tìm kiếm sự khuây khỏa và an ủi trong suy nghĩ về sự tái sinh hoặc cuộc sống vĩnh cửu trên thiên đường và lấy đó làm cái cớ để sống một cuộc sống tầm thường. Nhưng như tôi đã nói điều này trước đây và tôi sẽ nói lại lần nữa, đó là bạn chỉ có một đời để sống. Sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của bạn là một câu nói nổi tiếng trong bối cảnh này. Nhưng hầu hết mọi người đều nhầm đây là cái cớ để say xỉn và tiệc tùng mỗi ngày. Rõ ràng đó không phải là ý nghĩa đằng sau câu nói đó. Tôi phải nói rằng việc sắp xếp toàn bộ cách sống của mình theo suy nghĩ tôi có thể chết bất cứ lúc nào là một trong những lựa chọn tốt nhất mà tôi từng thực hiện. Hãy thử tưởng tượng khi bạn nằm hấp hối trên giường, khả năng cao nhất bạn sẽ thốt ra câu nói nào? Ước gì mình đã nhìn thấy toàn bộ thế giới. Ước gì mình luôn sống thật với chính mình và sống theo những giá trị ý nghĩa. Ước gì mình đã dành nhiều thời gian hơn để hối hận, buồn bã và bị nỗi sợ hãi chi phối. Ước gì mình đã sống có ý nghĩa hơn, theo đuổi đam mê và trái tim của mình. Ước gì mình đã trân trọng những người thân yêu của mình nhiều hơn. Ước gì mình đã để lại một di sản có ý nghĩa cho tất cả thế hệ về sau. Cuối cùng, tất cả chúng ta đều phải chia tay cuộc đời này. Không quan trọng bạn sống có lâu hay không, mà quan trọng là bạn sống có sâu hay không. Tôi biết những người chỉ sống 25 năm trên hành tinh này và tạo ra một sự tồn tại có ý nghĩa hơn những người đã sống 90 năm. Và bạn sẽ không bao giờ biết khi nào thời gian của bạn sẽ trở về với khoảng không. Khi tôi nhìn xung quanh mình, tôi không thấy bất cứ ai hạnh phúc cả. Tôi thấy mọi người đang lo lắng về vẻ ngoài của họ, về những gì người khác nghĩ về họ, về cha mẹ, xã hội và bạn bè của họ, về thứ gì đó để mua tiếp theo. Vấn đề là, hạnh phúc là miễn phí, nhưng chẳng ai muốn tin vào điều đó. Ok, quay lại với chủ đề chính của video này. Làm sao để tất cả những điều này thực sự giúp ích cho công việc trading của bạn? Hãy nhìn nó từ góc độ này. Nếu bạn chấp nhận rằng đằng nào thì bạn cũng sẽ qua đời và không có gì đến sau kiếp sống này, thì điều gì sẽ xảy ra với bản ngã, niềm kiêu hãnh, kỳ vọng, sự ghen tuông, nỗi sợ và lòng tham của bạn? Vâng, tất cả chúng sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ rõ ràng như pha lê ngay trước mắt bạn. Bạn sẽ không còn trì hoãn, không còn thiếu kiên nhẫn nữa. Bạn cũng sẽ cảm thấy hết sợ hãi khi tham gia giao dịch. Bởi vì điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? Chính xác, không có gì cả. Không cần phải cảm thấy xấu hổ, tức giận hay lo lắng. Không có rào cản vô hình nào giữ chân bạn lại. Những ngày này, trading với tôi chỉ là một nghề thủ công. Một nghề thủ công mà tôi rất yêu thích vì nó cho phép tôi thể hiện bản thân và cũng để rèn luyện sự khiêm tốn của mình. Không có cảm xúc nào xuất hiện trong quá trình suy nghĩ của tôi khi giao dịch. Tôi bây giờ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Kể từ khi đối mặt với sự thật, rồi một ngày mình sẽ không còn trên đời nữa, tôi đã quyết định tự xây dựng một doanh nghiệp, trở thành một trader giỏi hơn cùng bạn bè và con trai chu du khắp thế giới. Tôi hy vọng một số chia sẻ này sẽ có ý nghĩa đối với bạn. Tôi chân thành mong như vậy, bởi vì nếu bạn thực sự hiểu khái niệm Hagakure này, cuộc sống sẽ trở thành sân khấu của chính bạn. Và vừa rồi là toàn bộ chia sẻ của Trader Rob về triết lý Hagakure giúp anh sống và giao dịch như tinh thần của võ sĩ đạo. Nếu các bạn thấy video này hay hoặc hữu ích, thì đừng quên like, share và comment là tôi quan tâm, để ủng hộ mình cũng như đội ngũ Trader Việt. Còn nếu đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh, thì đừng quên nhấn vào subscribe cũng như hình chuông nho nhỏ bên phải để không bỏ lỡ bất kỳ video nào của chúng mình trong tương lai nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video gần nhất.